Em xin kính chào cô chú anh chị, hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là cây ổi ha. Cái cây này cây ổi nha cô chú anh chị, ổi ruột đỏ. Ổi ruột đỏ nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho cô chú anh chị. Rồi cây đầu tiên là mã số A20. Cây này liền một bể luôn nha anh chị. Này bấy mình em cái đây, cái này là mấy cái lỗ cũ lâu rồi nha anh chị. Luôn. Cây này thì có bị lửa chỗ này. Rồi, quanh. Cây quá trời cái bệ luôn nha anh chị. Em đo liền luôn ha. Khủng bố cái bệ luôn. Đây là 84. 84 luôn anh chị ơi, 84 hoành luôn. Nó tổng ở dưới nha anh chị. Chiều cao 63. Chiều cao 63. Đường kính bầu là 59. Đường kính bầu 59. Mã số là A20, 1.200.000 em bao ship nha anh chị. À. Tiếp theo mã số A21. Cây này dáng bay rất là đẹp nha anh chị. Nó nhú nhú trời mấy cái nách hết rồi, dễ sống rồi chị ơi. Hoành đó là 45. 45 hoành. Cao là 69. Cao 69. Đường kính bầu 42. Rồi cây này mã số là A21 900.000 em bao ship. Rồi A21 900.000 nha anh chị. Tiếp theo là mã số A22 nha anh chị. A22. Ổi này bứng ở vườn nha anh chị. Nè mấy cái đầu nó vậy mình nghe. Đầu tại nha anh chị. Tại người ta chặt nó đâu xử lý gì đâu. Tại ổi vườn mà. Cái đầu cũng gì nè. Vậy về mình cắt lại. Nó nhú 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 nành hết trơn này. Hoành nó 61. 61 hoành. Chiều cao 63. Chiều cao 63. Đường kính bầu 47. Đường kính bầu 47. A22 750 em bao chị. A22 750 nha anh chị. Rồi tiếp theo. Mã số A23. A23. Đó, cây này đế đẹp nha anh chị. Cái đầu xưa người ta cắt ra đó không có nhớ trong vườn đó, không xử lý nên vậy anh chị cắt đẻo lại. Hoành 54 đâu vậy ha? 54 hoành. Cao 75. Cao 75. Đường kính bầu 40. Đường kính bầu 40. Rồi mã số A23 900.000 bao ship. Cái này đẹp lắm nha anh chị. Tiếp theo A24 dáng bay nha anh chị. Hoành đó là 37. 37 hoành. Chiều cao là 62. Đường kính bầu là 38. Nút trời. Cây này cũng khá là đẹp á. A24 800.000 em bao ship. Rồi A24 chỉ 800.000 thôi chị, bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Tiếp theo A25 nha anh. A25. Cây này cốt cảnh khá đẹp anh chị ạ. Hoành nó 52. 52 hoành. Cao là 75. Đường kính bầu là 38. Cây này chị về để ủng hộ chồng ha. Rồi mã số này là mã số A25 700.000 em bao ship. A25 700.000 nha anh chị, bao ship cho mình luôn. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị, hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là men chua nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú anh chị. Cái này em bán là một cặp nha, cặp đầu tiên là mã số U25. Cặp này mấy cái này là nó đâm chồi nè anh chị, thấy không? Mấy cái này chồi già luôn rồi, rụng lá nó đâm chồi lại chồi non nè. Nhưng mà cái này em nhận chuyển em báo với mình ha. Cái cây này em nhận chuyển em chỉ ốp giấy thôi, cây phôi chỉ ốp giấy rồi về để lại tự ra chồi mới dễ sống lắm nha anh chị. Hoành nó là 14,5. Chiều cao 35. Đường kính bầu là 19. Về mình ủ thêm chấu xí dừa vô. U25 cặp này 250 em bao ship. Em đo cây tượng trưng nha.
U26. Đâm trời hết, sống khỏe hết rồi anh chị yên tâm ha. À, cây này me chua. Hoành đó là 13,5. Chiều cao 36. Cái này da của nó bị gì nha. Trên đây cái trên đây nó bị lũa thôi. Rồi U26. Cặp này 200 ngàn thôi, em bao ship luôn. 200 ngàn. Còn mấy cây để xả cho anh chị chơi. Hết luôn rồi. Cái loại này là cái có nữa nha. Năm 150 ngàn bao ship luôn nha anh chị. Mua về chồng mình lấy trái đó mình chua ăn luôn cũng được đó nha anh chị. Rồi mã số U28. Cái da của nó này bông da gì nha. Hoành đó 13. Chiều cao 34, cái này cao hơn. Mấy cái này nó mớt giấy thôi mới có thể dập dãy mấy cái chồi nâu màu xanh này nha anh chị. Rồi mã số này là U28. 150 em bao ship. Cao. Cao nè. Hoành đó là 10. Tâm trời sống khỏe hết rồi. Cao 58. Về mình vô chậu ủ thêm chấu sữa dừa. Mã số U29. Cặp này là 150 nha. 150 bao ship luôn. U30. Hoành đó là 9. Chiều cao nó 46, hoạch nhỏ hơn nha anh chị, nhỏ nhỏ hơn dây keo. Rồi mã số U30 120 ngàn bao ship. U31. Cái này cái đầu nó vậy lâu rồi nha anh chị.